Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Đức Tin và Thời sự của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị khán thính giả, thông thường khi mà quý vị theo dõi chương trình Đức Tin và Thời sự, quý vị vẫn thường gặp anh em chúng tôi là chúng tôi đây và Linh Mục Giuse Trần Trung Liêm. Thế nhưng ngày hôm nay trong chương trình này, chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cùng gặp một khuôn mặt nó xa lạ với nhiều người trong chúng ta, nhưng lại gần gũi với rất là nhiều những anh chị em trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang và nhiều quý linh mục tu sĩ đang du học tại Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ đây. Và chúng tôi xin giới thiệu quý vị cùng gặp gỡ trong chương trình hôm nay có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Nguyên Ngọc Thiên Thanh. Cô là một giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang và hiện giờ cô đang phục vụ trong cái cương vị của mình là một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện tại Houston này. Ngày hôm nay xin quý vị chúng ta cùng gặp gỡ và xin kính chào Thiên Thành. Dạ, con xin kính chào cha và cũng như quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời bác sĩ Thiên Thành đến đây để cùng gặp gỡ trao đổi với chúng ta về tình hình dịch bệnh lây nhiễm coronavirus ở cái vùng Houston của chúng ta và cụ thể là Harris County. Và cùng đó thì trong khi trao đổi chúng tôi cũng sẽ mời bác sĩ có thể nói khái quát về bối cảnh và nhất là cái vấn đề mà mục vụ đức tin ở trong các bệnh viện, để từ đó chúng ta có một cái nhìn nó rõ ràng hơn về cái tình hình lây nhiễm, về việc phục vụ chăm sóc các bệnh nhân và nhất là cái nhìn của chúng ta với dịch bệnh coronavirus. Và câu hỏi đầu tiên, kính thưa bác sĩ Thiên Thanh, cho phép tôi được hỏi cô là cô có thể mô tả cái công việc của mình như là một bác sĩ phục vụ ở trong các bệnh viện ở cái Harris County này. Dạ, thưa cha, bây giờ con là làm việc ở bệnh viện và trong đó hoàn toàn là con chăm sóc bệnh nhân mà nhiễm COVID. Thì trong bệnh viện có một cái unit, thì unit đó hoàn toàn là có bệnh nhân COVID thôi. Thì coi như là từ hồi tháng 3 tới giờ là mỗi ngày con tiếp xúc và chăm sóc cho các bệnh nhân. Kính thưa bác sĩ, rằng là bác sĩ vừa nói là cái công việc chính của bác sĩ là phục vụ chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm bệnh COVID mà bác sĩ là một thành viên phục vụ ở trong cái unit đấy. Thế thì bác sĩ có thể nói cho quý khán thính giả đây biết về cái số lượng các bệnh nhân từ hồi tháng 3 cho đến bây giờ, cái số lượng đó nó tăng hay giảm như thế nào và cái tình trạng hồi phục cũng như là tình trạng trở nặng nó của các bệnh nhân ra sao. Và cái cuối cùng nhiều người chúng ta cũng tò mò, vậy thì có phải rằng là tất cả các bệnh nhân khi mà vào cái unit hay là được chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện với cái nền tảng là bị nhiễm coronavirus như vậy thì các bệnh nhân đó có tử vong có cao hay không thưa bác sĩ? Dạ thưa cha, thì lúc đầu con cũng muốn nói sơ về cái con virus. Con virus nó không phải là một thể sống, nó là một vi khuẩn, cho nên là chính người mình lây nhiễm qua nhau, chứ nó không có tay chân mà nó tự nó đi nó nhiễm bệnh nhân. Thì hồi tháng 3 thì con cũng phải nói là khúc đấy trong bệnh viện cũng khá ngạc nhiên vì Houston là một thành phố rất là lớn và một cái trung tâm của nhiều dân tộc cũng như sắc tộc khác nhau. Thì lúc đầu ước lượng là cái số ca nhiễm ở Houston sẽ nhiều hơn hoàn cảnh mình đã thấy. Tuy nhiên bắt đầu vô tháng 5 xong rồi tháng 6 khi mà bên ngoài mở cửa ra về vấn đề công ăn việc làm, thì khúc đấy dần dần mới thấy là số ca nhiễm lại tăng hơn quá sự tưởng tượng. Vì lúc đấy là phần lớn dân chúng cũng hơi lơ là về vấn đề giữ những cái sự khăn khẽ và để mà lại ngừa những cái sự lây nhiễm. Thì hồi mà Houston mà bị cao nhất là lúc mà cuối tháng 6 bắt đầu coi tới đầu tháng 7. Nhưng mà cũng tạ ơn Chúa là dần dần trong 2 tuần qua thì ở bệnh viện phần lớn là thấy ca nhiễm dần dần là không có nhiều như hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Còn nếu mà nói chung á, thì cái con vi khuẩn này khi mà nó ảnh hưởng một người thì con cho quý khán giả một cái ví dụ là thí dụ 100 người mà bị nhiễm COVID thì cỡ 80 người
là phần lớn là sẽ không có triệu chứng cũng như là triệu chứng rất là ít. Mình có thể những cái triệu chứng cảm cúm nhẹ như là khó chịu, nhức đầu, hơi sốt một tí. Dạ, nhưng mà phần lớn nha là không có triệu chứng lớn. Thì 80 người đó sẽ bình phục bình thường. Dạ, coi như là cơ thể của mình nó sẽ tự phản kháng lại và mình sẽ bình phục. Dạ, rồi 20 người kia đó thì sẽ có những triệu chứng nặng hơn. Dạ, có thể nặng hơn. Và trong 20 người đó thì cỡ 10 người là cần phải nhập viện. Và trong 10 người đó thì cỡ 4-5 người là cần phải vô ICU. Và trong 4-5 người đó có thể tử vong là 1-2 người. Có nghĩa là làm sao cái sức lây lan nó rất là nhanh. Tuy nhiên cái vấn đề tử vong hay là bị nặng thì phần lớn cái số nó vẫn tương đương thôi và vẫn không có nhiều lắm. Và phần lớn là tự con người mình sẽ có sức đề kháng và chống lại. Còn về vấn đề mà chữa trị đó thì khi mà vô bệnh viện ngay bây giờ vẫn không có thuốc trực tiếp chữa trị nha. Khi con nói trực tiếp chữa trị là làm sao? Có nghĩa nếu mình bị nhiễm cho thuốc khỏe liền, chưa có thuốc đó. Tuy nhiên có những thuốc hỗ trợ nha. Khi con nói khi vô bệnh viện thì nếu như mà thiếu oxy thì cho oxy, và những cái thuốc mà bây giờ nhiều bệnh viện trên khắp thế giới dùng như remdesivir hay là steroid thì bệnh viện nào cũng dùng hết, thì những cái đó là những cái hỗ trợ nha. Cũng như là hỗ trợ về vấn đề hô hấp thì cái đó vẫn có, và có bệnh nhân khá cũng như có bệnh nhân tử vong. Thường những bệnh nhân tử vong là những bệnh nhân mà đã có những bệnh nền, vừa lớn tuổi vừa có bệnh nền. Và vì như vậy cái sức đề kháng của họ rất là yếu, và vì cái con COVID này sẽ làm cho con người ta không khá lại được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì trong những cái số liệu mà bác sĩ mới đưa ra cho thấy rằng là chỉ có khoảng 1-2% số lượng người mắc COVID-19 là có thể tử vong, 1-2%, và trong đó là phần lớn là những người lớn tuổi và mắc bệnh nền. Trong những cái trường hợp mà bác sĩ Thiên Thanh thân mến, trong những trường hợp bác sĩ chăm sóc như vậy thì có cái trường hợp nào mà những người mà trẻ mà không có bệnh nền mà họ đã có phải tử vong không? Tử vong thì con chưa có bệnh nhân nào, nhưng mà những người bạn đồng nghiệp của con mà ở bệnh viện khác thì có. Phần lớn có thể như vậy này cha, nghĩa là những người trẻ đó có bệnh nền mà họ không biết thôi. Tại vì có rất là nhiều người trẻ nhiều khi thấy mình trẻ mình khỏe không có đi khám bệnh thường xuyên, nhưng mà trong cái đó thật ra họ có bệnh nền mà không biết trước thôi. Một cái câu hỏi nữa mà nhiều người Việt của chúng ta cũng rất là thắc mắc là ngay như tại Harris County của chúng ta đây, có như là bác sĩ Thanh có nói, có rất là nhiều sắc dân. Vậy thì riêng với sắc dân châu Á, mà cụ thể là với sắc dân người Việt Nam, ở nơi mà bác sĩ Thanh làm việc á, thì cái tỷ lệ những người mà phải vào ICU và nhất là qua đời, thì cái số lượng người mà gốc Việt của chúng ta hay là rộng hơn là châu Á có đông không thưa bác sĩ? Dạ thưa cha không. Thì thật ra về vấn đề đó thì trong y khoa cũng không nhắm biết rõ trước là tại sao, lý do tại sao, nhưng mà thật sự là như vậy. Là Á Đông cũng như Việt Nam thì ca nhiễm cũng có, nhưng mà phần lớn triệu chứng không có mấy gì nặng cần phải nhập viện. Chắc có lẽ là do người Việt của chúng ta cũng gọi là chăm sóc kỹ hơn, nhất là trong việc về mà social distancing, rồi giữ khoảng cách, rồi đeo khẩu trang hay là sát khuẩn nó nhiều hơn. Chứ còn cũng có những giả thuyết thưa bác sĩ, rồi chúng tôi cũng đã đọc, có những giả thuyết nói rằng là người Việt của chúng ta trước đây thì họ chích ngừa cái gì đó, nhưng mà quả thực đó là những cái giả thuyết mà thôi. Nhưng mà cái điều đó cho thấy là như là những cái kết quả mà bác sĩ Thiên Thành đã nói với chúng ta, cho thấy rằng là có lẽ là đối với người Việt của chúng ta, không phải là chúng ta sợ chết cho bằng là chúng ta giữ gìn hay là làm theo những cái hướng dẫn của những nhà hữu trách, và nhất là chúng ta giữ gìn cho nhau. Trở lại với cả cái công việc của bác sĩ, thưa bác sĩ, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khán thính giả đây biết rằng là cái công việc thường xuyên của bác sĩ khi mà chăm sóc một cái ca bệnh nặng, ví dụ như là ca bệnh nằm trong ICU, thì những cái công việc thường ngày nó như thế nào vậy thưa bác sĩ? Thì thường mà chăm sóc một bệnh nhân mà nặng như vậy thì không chỉ có một riêng mình con. Thì bao gồm cái nhóm bác sĩ đó, có con, có bác sĩ phổi, cũng như thí dụ người nào mà bị bệnh nền về tim hay là thận hay gan thì cũng có những bác sĩ mà chuyên về như vậy. Thì một khi mà bệnh nhân đã nặng đến nỗi đó thì phải cần hết mọi bác sĩ hợp tác lại chung với nhau. Thì thường là con vô xong rồi con coi sơ trên mấy vi tính về những cái
kết quả của những cái thử máu hay là những cái chụp hình mà đã chụp cho ngày hôm đó, xong rồi con vô con khám người bệnh nhân, xong rồi ra bàn với những người bác sĩ kia. Thì thường là vậy, xong rồi cho thuốc hay cho những cái gì cho ngày hôm đó. Nhưng mà tuy nhiên kèm theo với cái đấy là một người công giáo thì thường là con cầu nguyện rất nhiều cho người bệnh nhân của con, tại vì thật ra trên hết mọi điều chỉ có Chúa. Khi mà bệnh nặng đến vậy thì chỉ có bàn tay quan phòng của Chúa. Thưa bác sĩ vừa nói đến, đề cập đến cái yếu tố đức tin. Và có thể rằng là có nhiều người, ngay như bản thân của chúng tôi đây, cũng chưa bao giờ phải nằm trong bệnh viện ở Hoa Kỳ này. Và cái xin bác sĩ có thể chia sẻ hơn về cái chăm sóc đức tin dành cho ở trong các bệnh viện tại Hoa Kỳ này như thế nào, thưa bác sĩ? Thì ở trong bệnh viện vẫn có cha tuân úy của công giáo cũng như là những tôn giáo khác. Thì con, vì con là công giáo nên con biết rằng hơn về về công giáo, thì thường trước mùa COVID thì vẫn có lễ dâng lễ mỗi ngày ở một cái nhà chapel ở trong bệnh viện. Rồi sau đó cha tuân úy vẫn lên lầu và thăm cũng như là trao mình thánh của Chúa cho bệnh nhân. Còn trong mùa này thì cũng giống vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì phần lớn là phải cho các tuân úy biết trước, các ngài có những cái sự chuẩn bị. Thì hồi đó là con cũng có mấy người bệnh nhân công giáo, thì vẫn cho rước lễ. Cái việc mà gặp cha tuân úy ở trong bệnh viện ấy, có phải rằng là mình có thể yêu cầu bất cứ lúc nào được không, thưa bác sĩ? Đúng, phần lớn là bất cứ lúc nào, vì đấy là nhu cầu về vấn đề tâm linh cũng quan trọng như vấn đề thể xác. Tuy nhiên nếu như mà có thể nhiều khi vào độ cuối tuần nhiều cha tuân úy phải đi nhiều bệnh viện hơn thì có thể lúc đấy thì hơi khó khăn về vấn đề thời gian. Thì thường nhiều khi con cũng gọi riêng cho các ngài biết trước. Nói đến đây thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng tôi cũng có những cái kinh nghiệm ở trong cái mùa dịch bệnh này. Dĩ nhiên như là bác sĩ Thiên Thanh với trao đổi với chúng ta, ở trong các bệnh viện thì sẽ có các linh mục tuyên úy phụ giúp và sẽ hỗ trợ về đời sống tâm linh cho các bệnh nhân. Thế nhưng mà trong cái mùa dịch này thì cái việc mà đối với người Việt của chúng ta, khi mà chúng ta có những người thân yếu đau và có thể là hấp hối, chúng ta vẫn muốn mời một linh mục người Việt nào đó đến để có thể gặp gỡ, trao đổi hoặc là gọi là ban các bí tích. Thì đối với cả trước cái mùa dịch thì mọi chuyện đấy là chuyện bình thường. Anh em linh mục trông coi giáo xứ của chúng tôi vẫn có những cái cuộc viếng thăm những người bệnh nhân như vậy. Nhưng mà vào trong cái mùa dịch này thì mọi chuyện nó làm xáo trộn hết tất cả. Chúng tôi dù là linh mục với những cái yêu cầu về chăm sóc đức tin, khi mà chúng tôi đến bệnh viện thì không phải rằng là cứ linh mục mà họ cho vào đâu. Và họ sẽ không cho phép bất cứ ai, kể cả người thân, thăm nom những người bệnh nhân mắc bệnh COVID. Và quả thực đây là một cái trở ngại. Và đứng trước cái trở ngại này, những người thân họ cũng rất là bối rối. Bối rối là bởi vì họ sợ rằng cái người thân của họ, người đang đau nặng kia, sợ rằng là khi mà họ hấp hối rồi họ lìa đời, không có cha nào đến chăm sóc cho họ. Và đó là một cái điều mà rất là khó khăn. Nói đến đây tôi lại nhớ đến cách đây ít lâu, chúng tôi có nhận được một cú điện thoại của một người giáo dân trong giáo xứ thôi. Thì ông nói rằng là cha đến cha giúp con sức dầu cho con giải tội được không? Thì chúng tôi nói rằng là bây giờ tình hình của ông là bị COVID-19 như thế, bệnh viện họ không cho phép chúng tôi vào. Họ không cho phép chúng tôi vào. Và người giám dân đấy còn nói thêm một cái, vậy thì cha giúp con là cha giải tội cho con qua điện thoại được không? Và quả thực rằng là tôi nghe cái điều này thì tôi cũng buồn cười một chút. Nhưng mà tôi cũng nói với cả cắt nghĩa cùng ông rằng là không được, không được. Việc mà trao ban bí tích của chúng ta không được ban qua điện thoại hay là thậm chí FaceTime, gọi là nhìn mặt đối mặt. Cái việc mà cử hành bí tích đó là phải là gọi là diện đối diện, hiện diện tại chỗ. Thì tôi cũng có trao đổi với cả những với cả người bệnh nhân đó là ông hãy cứ mời vị tuyên úy của bệnh viện
để vị tuyên úy đấy đến để ban bí tích cho ông, bí tích xưng tội, bí tích gọi là giải tội, rồi bí tích sức giàu bệnh nhân, rồi trao mình Thánh Chúa. Bởi vì các linh mục tuyên úy bệnh viện, các ngài đã được huấn luyện để có thể giữ gìn sự vệ sinh, giữ gìn an toàn cho con người của họ, và họ trao các bí tích làm sao an toàn nhất. Thế nhưng mà ông cũng nói rằng là vậy thì cha nói toàn tiếng Mỹ cơ mà sao con hiểu được? Bảo không sao, không sao cả. Trong cái hoàn cảnh đó, trước mặt Chúa, cái lòng thành của chúng ta với sự hiện diện của một thừa tác viên của giáo hội, thì cho dù nó khác ngôn ngữ, Thiên Chúa cũng sẽ chứng giám và Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ những cái tội lỗi mà ông ấy có thể có được, ông ấy có thể phạm, mà giờ đây ông ấy đang muốn thành tâm sám hối trước mặt Chúa. Đó là những cái gọi là cái rất là buồn cười ở trong mùa dịch, mà có thể chúng ta sẽ rất hiếm gặp ở trong cái đời sống thường ngày. Trở lại với cả bác sĩ Thiên Thanh, kính thưa bác sĩ, có thể bác sĩ chia sẻ với cả quý khán thính giả ở đây, bác sĩ có một cái kinh nghiệm nào trong suốt cái mùa dịch này, một cái kinh nghiệm nào đó mà bác sĩ cảm thấy rằng là có thể là thương tâm, hoặc là có thể là vui vui, hoặc là một cái niềm vui trong công việc khi mà mình đã làm được một cái điều gì đấy, không thưa bác sĩ? Dạ, thì thưa cha cũng như quý khán thính giả, thì nhiều khi buồn vui lẫn lộn cha. Dạ, dạ. Tại vì con cũng đã chăm sóc cỡ 3-4 bệnh nhân là cỡ 90 mấy tuổi rồi. Dạ, dạ, và họ vẫn khá và được về nhà. Dạ, thì khi mà những mình chăm sóc cho những bệnh nhân lớn tuổi vậy thì mình rất là mừng. Dạ. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những bệnh nhân mà khi họ vô bệnh viện, con chăm sóc họ và họ hỏi con là có khá không? Dạ. Thì con bảo là bây giờ tình hình so far thì con thấy cũng khá, nhưng mà trái lại sau đó thì Chúa kết họ về. Dạ, thì cái đấy là buồn vui lẫn lộn, vì cũng có người con thấy là họ cũng lớn tuổi, không nghĩ rằng là họ qua được, nhưng mà cũng có người mình lại nghĩ là qua được mà lại không qua được. Dạ, thì như thế thì con cũng nhiều khi con thấy là thật ra mình làm hết khả năng, nhưng mà thật ra là phó thác hết vào sự quan phòng của Chúa. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Có một cái câu hỏi nữa nó khởi lên ở trong râm ran ở trong những người Việt của chúng ta. Nó khởi lên khi mà tại Việt Nam đang phải đối diện với một cái đợt dịch thứ hai. Và trong cái đợt dịch thứ hai này thì có những cái nguồn tin cho rằng là nó khốc liệt hơn. Khốc liệt hơn là bởi vì trước đây trong cái đợt dịch lần đầu tiên thì cái số ca nhiễm tại Việt Nam nó cũng ít, và đặc biệt không có một cái ca tử vong nào. Ấy vậy mà trong cái đợt dịch lần thứ hai này, số ca nhiễm bùng phát lên một cách nhanh chóng. Và đặc biệt là có 20 mấy trường hợp là đã tử vong được ghi nhận tại Việt Nam. Vậy thì trong dưới cái góc độ y học thì bác sĩ thấy thế nào trong một cái nhận định khi mà người ta nói rằng là cái con COVID này bây giờ nó đang biến chuyển, nó thay đổi và nó càng khốc liệt hơn. Dạ, dạ. Để con giải thích một tí về cái dạng hình của con virus để mà mình hiểu làm sao nó biến dạng. Dạ. Con virus nó chỉ là một cái chuỗi RNA, nó một chuỗi nhỏ thôi, và bao bọc là một cái lớp bọc nha, một lớp bọc mỡ, và lớp bọc mỡ đó có những cái gai. Và những cái gai đó là những cái gai mà giúp nó bấu vô một cái tế bào của người mình, và nó xâm nhập vô con người của mình nha. Cho nên cái chốt yếu là ở cái gai đó nha. Thì đúng thật, một khi cái chuỗi RNA khi mà nó vô người của mình á, nó sẽ bắt đầu nó nhân loại ở hàng triệu số. Thì khán thính giả cứ nghĩ đi, khi mà nó nhân như vậy á, sẽ không bao giờ mà nó không có sai, có nghĩa là nó khác đi, nó khác đi một tí này tí kia này cái, mình cứ nhân nhiều lần nha. Cho nên là cái việc mà nó đổi dạng thì rất là thông thường nha. Tuy nhiên cái chút yếu mà mình phải coi là cái S protein, là cái chỗ cái gai đó, nó có biến dạng nhiều hay không thì mới là cái chút yếu nha.
Thì khi mà trong thời gian gần đây mà họ nhìn kỹ vô cái đó thì họ thấy là đúng thật là cái chuỗi nó có sự thay đổi. Tuy nhiên cái gai mà giúp cho nó bấu vô cái tế bào chủ để mà xâm nhập vô tế bào chủ thì nó không có biến dạng nhiều. Thì ở bên Việt Nam con không rõ là những ca tử vong, những người đó có phải là ở chung với nhau gần quá hay là có những bệnh nền hay người lớn tuổi vân vân, thì cái đấy con không rõ. Nhưng mà cái được một cái là đúng thật có cái sự thay đổi. Nhưng mà về cái phần chốt yếu mà cái gai đó thì không thấy sự thay đổi nhiều. Kính thưa quý vị khán thính giả, chắc có lẽ quý vị khán thính giả cũng đồng ý với cả chúng tôi đó là những cái tiến triển trong cái dịch bệnh đó nó cũng đang diễn ra mỗi ngày mỗi khốc liệt, và các giới y bác sĩ cũng đang cố gắng tìm ra những cái phương thuốc, những cái phương thuốc trị bệnh như là bác sĩ Thiên Thanh có trình bày với chúng ta. Cho đến bây giờ thì giới y học không có xác định được cái phương thuốc nào là phương thuốc hiệu nghiệm nhất như là một cái phương thuốc đặc trị con coronavirus. Và các bệnh viện họ cũng đang áp dụng những cái phác đồ điều trị đó, nhưng mà họ thấy là những cái phác đồ điều trị đó là hiệu quả. Trở lại với cả cái vấn đề mà vaccine phòng chữa bệnh, thì trong cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm của bác sĩ thì bác sĩ có một cái dự đoán cá nhân thôi. Chúng tất cả chúng ta đều mong ước là sẽ sớm có hy vọng có được những cái vaccine phòng chữa bệnh. Thì có những cái dự đoán cá nhân nào mà trong cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm bác sĩ thấy là nó có khả năng? Thưa cha, bây giờ thì cả toàn cầu đua tranh về vấn đề làm sao mà lập chế ra được một cái vaccine hữu hiệu. Thì bây giờ tổng cộng là có cỡ 168 cho tới 170 ca thí nghiệm nha. Nó là thí nghiệm chung về COVID-19. Trong đó thì có 28 cái khoa thí nghiệm là trên người nha. Và trong đó là có 6 công ty bây giờ là ở giai đoạn 3. Giai đoạn 3 nghĩa là làm sao khi mà sản xuất ra một cái vaccine thì có từng cái giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì thường là thử ở trên số tương đương thôi, ít người, nhưng mà coi là nó có safe, có nghĩa là có an toàn cho người nhận hay không. Rồi cái giai đoạn 3 là lúc mà thử trên ngàn người để coi nó có cái sự công hiệu hay không. Thì bây giờ là có 6 công ty đang ở cái giai đoạn đó. Và ngay ở Mỹ là công ty Moderna là mình hay nghe mới đây nhất là hồi mới đây là họ bắt đầu vô giai đoạn 3 và họ đang có cái tiến triển là ghi danh cỡ 35.000 người để mà thử cho cái đó. Còn cách đây có một tuần thì có thể quý khán giả cũng đã nghe là bên Nga họ cũng có một cái vaccine mà họ đã công nhận nha. Thật ra cái vaccine đó mới xong giai đoạn 2 thôi. Tuy nhiên chính phủ Nga đã công nhận nó cho sử dụng bắt đầu cho năm tới. Nhưng mà đang lúc đó nó cũng bắt đầu thử vô giai đoạn 3. Vì là một dịch bệnh này nó quá lan tràn, lây lan nguy hiểm quá đi. Cho nên là bên Nga người ta đã tính cái bước đó, người ta đi như vậy. Cũng như có 20 nước toàn thế cũng đã ghi danh để mà mua dùng này, dạ mua đúng rồi vaccine. Dạ thì thật thưa cha, thì đối với con là như vậy. Cái cuộc đua tranh cũng sẽ có mấy công ty sẽ tới. Dạ tuy nhiên con nghĩ là đầu 2021 dạ sẽ có những vaccine được áp dụng. Tuy nhiên nó sẽ không có hoàn chỉnh nha. Khi nó không hoàn chỉnh là nó sẽ có khá sức thành công, nó safe cũng như là nó an toàn cho người dùng. Tuy nhiên nó không phải là một cái hoàn chỉnh đâu. Nhưng mà vì cái gia đình cũng thấy là cái số ca nhiễm nhiều nhưng mà người bị nặng rất là ít, cho nên thà là dùng cái nào đó mà nó giúp để cho cho nó ngăn bớt cái sự lây lan. Còn về vấn đề mà tu chỉnh cái vaccine đó thì phải cỡ ít nhất là mấy năm sau nó mới cái hoàn thành. Tuy nhiên thì con virus nó khúc đó nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên là con đoán là sẽ có người ta sẽ chứng minh đủ là vừa có hiệu quả cũng như là an toàn và cũng sẽ bắt đầu áp dụng thôi. Như vậy kính thưa quý vị khán thính giả, như là những lời bác sĩ Thiên Thanh vừa chia sẻ với chúng ta, cộng với tất cả những cái thông tin trong những ngày vừa qua mà quý ông bà anh chị em chúng ta thâu lượm được, chúng ta thấy rằng là cái cách hành xử của giới y khoa Nga chắc có lẽ là dưới sức ép của chính trị, rồi những cái sức ép của cái việc lây lan quá nhanh của coronavirus, và cũng có thể là dưới một cái sức ép, một cái khía cạnh nào đó
người ta đã đốt giai đoạn và cái điều này đã được gọi là tổ chức WHO cũng đã lên tiếng là cái điều đó là không nên. Bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái hy vọng, bởi vì có các cái công ty họ cũng đã nghiên cứu và họ đang trải qua cái giai đoạn thứ ba là thử nghiệm ở trên diện rộng. Thế nhưng mà sau khi thử nghiệm ở trên diện rộng rồi thì không có đương nhiên là mọi cái vaccine đó đều an toàn, và không có đương nhiên là nó sẽ giúp ngăn ngừa con virus COVID-19 này. Và như lời chia sẻ của bác sĩ Thiên Thành cho thấy rằng là giới y học họ đã làm hết sức mình, và họ cái việc mà tiến triển như là chúng ta đã được xem xét thấy như hiện nay ở nơi các nhà khoa học, đó là sự tiến triển thần kỳ. Quả thực rằng là không ai có thể tưởng tượng được là trong một cái thời gian quá ngắn như thế mà giới y học nó đã có những cái bước tiến nhảy vọt. Nhưng mà cái bước tiến nhảy vọt như vậy, như chúng tôi đã nói với cả quý vị, là không đương nhiên là cái vaccine đó hoàn toàn giúp ngăn ngừa COVID-19. Và chúng ta cũng sẽ vẫn tiếp tục nhìn thấy các nhà khoa học vẫn cứ ra công để mà gọi là tu chỉnh lại và rồi sẽ phát triển thêm, làm cho cái vaccine mỗi ngày mỗi hoàn bị hơn. Kính thưa quý vị khán thính giả, và nhất là kính thưa bác sĩ Thiên Thanh, cảm ơn bác sĩ đã đến với cả chương trình Đức Tin và Thời Sự này, và bác sĩ đã cung cấp được tất cả những cái thông tin và những cái thắc mắc mà quý ông bà anh chị em của chúng ta đang muốn tìm hiểu. Cảm ơn bác sĩ nhiều, và xin bác sĩ cũng chuyển lời cùng với cho của chương trình này và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình đây, là trong những cái kinh nguyện và thánh lễ, nhất là gọi là những cái giờ chầu, cụ thể là giờ chầu của giáo sư Đức Mẹ La Vang, anh chị em, quý ông bà anh chị em luôn luôn đặt các bác sĩ ở trong trái tim, ở giữa các cái lời cầu nguyện của chúng tôi, dựa kề trên những cái lời kinh nguyện của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ban hành cách đây 5-6 tháng. Ở trong cái lời nguyện đó, khi mà khẩn nài đến Chúa Thánh Thần, thì các những người giáo dân luôn luôn đặt ở trong đó cái vị thế và cái hình ảnh, sự tận tụy, những cái khó khăn, những cái sông pha của giới y bác sĩ đang phục vụ, đang ở trên những cái tuyến đầu phục vụ cho các bệnh nhân. Và chúng tôi cũng mong ước rằng là sự bình an, và nhất là các bác sĩ luôn luôn có được cái sức khỏe dồi dào và cái sự gọi là thoải mái để có thể chăm sóc quý ông bà anh chị em, những người mà nằm trong số 20% bệnh nhân vào trở nặng, và cầu chúc cho cái công việc của bác sĩ mỗi ngày mỗi tốt hơn. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị khán thính giả, 30 phút quý vị theo dõi chương trình Đức Tin và Thời Sự đến đây là chấm dứt. Và để kết thúc, chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cùng đọc với nhau lời kinh kính mừng nhân cái dịp mà đại lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một ngày bình an. Tạ ơn Chúa. Xin thay mặt chương trình một lần nữa cảm ơn bác sĩ Thiên Thanh. Và xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Chúng ta hy vọng rằng là trong những chương trình tới, bác sĩ Thiên Thanh sẽ có dịp cộng tác với chương trình nhiều hơn để có thể truyền tải những cái kiến thức về y khoa đến quý vị. Thân ái và chào tạm biệt quý vị.